Hello, chào đại gia đình. Lại là Sơn Sàm đây. Lại là cái mặt mốc của Sơn Sàm đây. Ô la 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 la. Rồi, nóng hot, thổi vừa ăn. Rồi, kính thưa quý vị, sáng hôm nay là cái phiên tòa xét xử Đinh Thị Chiên, Đinh Thị Lan gì đó, liên quan đến những cái YouTuber kéo đến nhà của Đinh Lan và đánh lộn gì đó, thì gây thương tích gì đó, thì đền bù gì đó, thì sáng nay đã có cái phiên tòa xét xử ha, kết quả như thế nào đó, và một số kênh YouTube thì dẫn dắt dư luận sao xạo quần xạo láo sao đó. Tôi sẽ phân tích cho quý vị nghe nha. Vui lắm đó, trắng trợn lắm nha. Hát bài cho nó khí thế đi anh em ơi. Ngày nào anh yêu em, anh cắn em ngay chỗ đó còn bầm. Ngày nào anh yêu em, anh cắn em nè, vẫn còn bầm chỗ đó. Xưa hôn em trong bụi lùm, bị kiến nó cắn gần chết. Nay hôn em trong phòng, trời ơi rất là sung sướng. Em hỡi em, có phải vì kiến cắn mà chỗ đó anh rất to. Ngày nào anh đi Charlie, trời ơi, chạy chiếc Charlie nó coi không ra gì hết. Ba má em chạy ra mà kéo cửa rào. Ngày nãy anh đi Camry, ba má em hỏi sao Sơn Sàm nó không tới. Xưa hôn em một lần, bị ba em đánh gần chết. Nay hôn em ngàn lần, ông bà kêu là chàng rể. Em hỡi em, có phải tiền trong túi là lời nói anh mới linh. Đâu có đâu anh, tiền bạc là cái éo gì. Mà cây đó em mới phê. Như cái răng sao ăn kẹo dừa. Ui trời trời trời. Rồi, thôi hát giải trí buổi trưa thôi nha. Rồi, em quay trở lại cái drama này nha quý vị. Đây, cách đây khoảng 2 tiếng đồng hồ thì Thám Tử Cao nó có đăng một cái trên tab cộng đồng ha. Nó đăng lên, nó nói về cái diễn biến phiên tòa. Rồi sau đó thì trên kênh của Đinh Lan cũng có làm một cái video clip Thám Tử Cao nó phỏng vấn Đinh Lan, không dài cũng hai mấy phút, nói về cái diễn biến phiên tòa sáng nay ha. À, để tôi coi, tôi đưa cái bài viết này cho quý vị coi và tôi phân tích cái này cho quý vị nghe nha. À, để tôi phân tích nha. Rồi, ok. Rồi cho em 30 giây em quảng cáo cái em bán hàng mà quý vị. Rồi, ở trong cái Zalo này có rất nhiều sản phẩm Nhật Bản uy tín và chất lượng nha. Các anh chị có thể truy cập vào trong đây nha. Kết bạn Zalo với em nha quý vị. Để em giới thiệu nhẹ cái đông trùng hạ thảo này của Nhật Bản nè. Đông trùng hạ thảo nha. Các cô chú anh chị, những người nào bị thận yếu, thận hư, phế hư, tiểu gắt, tiểu đêm, đó, cũng như là sinh lý yếu đó. Đó, nam nữ BD đều dùng được nha. Đó, cái này là thận hư, thận yếu, phế hư nè. Đó. Rồi, 180 viên nha. Đó, 180 viên, cái này là 2 triệu 850 nha. Rồi, còn rất nhiều trong đây. Các anh chị kết bạn Zalo nha. Rồi, là trẻ em bán hàng mà, em bán cho vui nha quý vị, công việc chính của em mà, quý vị thông cảm nha. Rồi, em đưa cái bài lên cho quý vị xem nè. Đó. Đó, Thám Tử Cao nó viết là gì? Diễn biến phiên tòa YouTuber đánh người đánh nhầm 20%. À. Phiên tòa xử lúc 8 giờ hôm nay, chỉ có bị cáo Vũ Văn Thịnh tham gia vắng mặt bị hại Đinh Thị Chiên. Diễn biến được truyền hình tòa án quay, rất đông sinh viên trường luật tham gia, khoảng 6 phóng viên báo chí tham gia. Ngoài ra có sự tham dự của bà Đinh Thị Lan là em bà Đinh Thị Chiên. À, cái này là một cái nó xạo nè. Đó, hồi nãy trên kênh của Đinh Lan nó còn phỏng vấn con Lan. À, thì con Lan là nói là con Lan nó bị đuổi ra. Tại vì Lan nó không có quyền và nghĩa vụ liên quan, đúng không? Không có cái dính líu gì tới cái phiên tòa này, cho nên họ đuổi ra. Họ đuổi ra, ra ngoài đâu có biết mẹ gì đâu. Đó, vậy mà thằng Thám Tử Cao nói đây là có sự tham dự của bà Đinh Thị Lan. À, cái này là thấy một cái xạo rồi nè. Rồi, tiếp tục xạo gì nữa nè. À, các YouTuber Nguyễn Việt Anh, Chuyện Đời Thường, Võ Minh Điền, Nguyễn Văn Tam là Stam TV bị phạt hành chính 7 triệu rưỡi vì tụ gây rối tự công cộng. À, à, Nguyễn Việt Anh, Chuyện Đời Thường hay Võ Minh Điền gì tôi không biết nha. Tôi không biết sáng nay có tham gia hay không nha. Nhưng mà Stam TV thì không có nha quý vị. À,
cái vụ này là Stam TV nó không có tham gia nè. Đó, trong cái vụ này không có Stam TV nha. Đó, và Stam TV cũng chả có bị phạt 7,5 triệu gì đâu. Đó, cái này là nó cũng đưa tào lao nè. Đó, bởi tôi nói quý vị coi YouTube á, coi YouTube thì quý vị cũng phải biết được ha. Đó, cái nào nó xạo, cái nào nó láo. Đó, tôi là tôi có gì tôi nói nấy nha. Đó, cái này là nó xạo tiếp nè. Rồi, cái thứ hai nữa là bị cáo Vũ Văn Thịnh bị truy tố theo khoản 1. Tòa hỏi Thịnh bị cáo có nhận tội không, đã bồi thường chưa. Thịnh nói nhận tội, chỉ gọi điện thăm hỏi nhưng chưa bồi thường tiền khắc phục hậu quả. À, nó ở ngoài, con Lan cũng bị đuổi ra ngoài. À, vậy mà nó cũng không biết gì về trong cái tòa này mà nó cũng dám ghi lên như trúng rồi đó. Cái này thì tôi cũng chưa biết đúng hay sai, cái này phải đợi cái kết luận của cơ quan chức năng cũng như là bên những cái bên tòa người ta có công bố chính xác thì mình mới biết nha. Còn mấy này giờ nó nói nghe chơi thôi nha quý vị, nó nghe chơi thôi chứ đừng tin. Ừ. Tiếp tục nói nè, viện kiểm sát đề nghị mức án 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù là dành cho Võ Văn Thịnh nha quý vị. Đó, cái người mà sửa nhà cho Đinh Lan không trả tiền tới đòi nợ đó. Tù giam bồi thường 50 lần mức án cơ sở, mức lương cơ sở. Tuyên án Vũ Văn Thịnh bị xử phạt 1 năm tù giam, bồi thường 74 triệu cho bà Đinh Thị Chiên. À, cái này là thằng Thám Tư Cao nó đưa lên thôi. Rồi, bây giờ để tôi phân tích nha. Rồi, bây giờ không biết là có tuyên án chưa. Nếu mà tuyên án thì chúng ta cũng phải đợi cơ quan báo chí hoặc là những cái bài báo mà chính thống nó đưa lên về mức phạt cũng như này nọ chúng ta mới tin. Còn thằng này nó đưa trong đây mấy điểm là tôi thấy có mấy điểm nó xạo rồi nè, nó không biết gì hết. Đó, hồi nãy nó còn làm một cái bài phỏng vấn ngay tại nhà Đinh Lan luôn. Đó, Đinh Lan thì bị đuổi ra không cho vô, nó cũng không vô mà nó biết nghe, nói như trúng rồi. Ừ. Rồi bây giờ phân tích về cái vụ việc này thì đây, vụ việc này thì quý vị cũng đã theo dõi cái drama này cũng biết rồi đúng không. Đó, cái vụ đó thì cái bà Đinh Thị Chiên đó thì bà mất 120 triệu, rồi mất dây chuyền vàng mấy cây vàng lùm lum la đó. À, trời ơi, người ta mới vô người ta cào, người ta xé chút xíu nó báo mất tiền đó, là chưa chi chúng ta thấy được bản chất của cái bà chị của bà Lan rồi đó. Nói chung cũng không có tốt lành gì đâu ha, nói chung cũng thứ gì chứ không phải thứ bảy chủ nhật. Rồi ha, còn các YouTuber này bị phạt tiền hay không á thì nói chung thì tôi cũng phải điều tra lại ha. À, từ từ nếu mà có thông tin chính xác thì tôi sẽ cập nhật cho quý vị liền đó, chứ không có thể nào mà giờ thằng này nó nói tào lao gì không được ha. À, rồi bây giờ tôi nói về vấn đề của ông Thịnh, ông Vũ Văn Thịnh này nha. Thì thằng Thám Tử Cao nói là Vũ Văn Thịnh bị truy tố theo khoản 1, đó là đề nghị mức án 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù giam, bồi thường 74 triệu đồng. Đó, thì hồi nãy trong cái bài phỏng vấn đó thì tôi có nói là con Lan nó có nói là ông Thịnh là ông từ chối tất cả, ông từ chối hết tất cả nhưng ông không có nhận, và ông nói là tại sao như thế thì con Lan nó ông Thịnh nói là ông tới lấy nợ, con Lan nó không có nợ đúng không. Rồi bây giờ cái chuyện nợ nần tôi nói về vấn đề này luôn. À, nếu như trong cái vấn đề này bây giờ ông Thịnh thì ông căng rồi, ông Thịnh thì ông đánh bà này thì nói chung pháp luật mà đánh người thì phải xử thôi, không cái gì cũng vậy, có luật pháp hết. Mà gây rối tật tự công cộng với lại đánh người gây thương tích thì mình phải bị pháp luật trừng trị thôi, cái đó là đúng rồi. À, nhưng mà ông Thịnh này thì ông căng rồi bây giờ thì gọi là nóng giận mất khôn đó quý vị. Bây giờ tôi đặt cái trường hợp là đúng như là Thám Tử Cao nói là ông Thịnh bị 1 năm đến 1 năm rưỡi tù nè. À, bị phạt 74 triệu bồi thường nè. À, thì sao? À, tội nghiệp ông Thịnh đúng không quý vị? À, bây giờ Lan ơi Lan à. Nếu thật sự mà ông Thịnh đi tù á thì em ác lắm Lan nha, em rất là ác luôn. Đó, vấn đề luật pháp tôi chưa nói, tôi bàn về vấn đề sau, còn mình nói về vấn đề luật nhân quả nha. Đó, mình nói về vấn đề đạo đức con người nha. À, thì ở đây tôi hỏi quý vị nè, tôi quay lại tôi hỏi quý vị nha, quý vị khán giả có đồng tình ý kiến của Sơn Sàm không nha. Đó, khi mà sửa nhà đó, tới họ làm nhà, ông Thịnh nói còn nợ họ 9 mấy triệu, 100 mấy triệu đó, họ tới họ đòi đúng không. Thì tôi hỏi quý vị khán giả trên đời này nha, nếu như mà mình kêu họ tới làm nhà cho mình không nợ tiền người ta, chả ai tới nhà mình đòi cả, nói thật luôn. Mà ông Thịnh này ông tới 10 mấy lần, 20 mấy lần, ông đòi không được, không có nhờ mấy anh em YouTuber tới đòi đúng không. Thì tôi hỏi quý vị á, có nợ hay không thôi, đó vấn đề nằm ở chỗ này
à, có nợ hay không thôi. À, mà con Lan này thì hồi xưa giờ nổi tiếng rồi, à, mua rượu mua đồ của người ta rồi các kiểu thì cũng phốt tùm lum, thuê nhà thuê cửa rồi cũng dính phốt tùm lum rồi. À, à, cho nên tôi nói vấn đề là có nợ hay không thôi nha. À, nếu như ông Thịnh này ổng không có dính líu tiền bạc tư Lan thì tại sao ông tới vậy, ông đâu có khùng. Người ta cũng đâu phải là người mà bị tưng tưng về đầu óc, về về tâm thần. Người ta cũng lo làm, lo ăn, nuôi vợ, nuôi con, chứ người ta đâu có rảnh, người ta đâu có khùng. Đúng quý vị. À, quý vị có thể hình dung như thế này. Tự nhiên bây giờ tôi không nợ nàng ai hết mà tự nhiên chả ai nợ tôi. Mà tôi tới nhà đó tôi đòi hoài. Tôi đòi tới tôi đánh nhau, tôi bức xúc. Tại vì ông bức xúc quá thì ông mới đánh á. Ông mới đánh nhau rồi, ông gây thương tích thì bây giờ ông ở tù đó. À, đúng không? Quan trọng là có nợ hay không thôi. À, đương nhiên bây giờ con Lan sẽ nói là không. Lan nó sẽ nói là nó sẽ không nợ ông Thịnh, đúng không? Nó đâu có nợ. Nhưng mà trong cái thâm tâm của Lan á, nếu mà Lan xem được cái video clip này á, ha, trong thâm tâm của Lan á, Lan tự chất vấn bản thân mình á, mình có nợ ông Thịnh không? Nếu mà không nợ, ông Thịnh ông đâu có tới như vậy, đúng không? Rồi một cái lý do nào đó tôi không biết mà bây giờ á, người ta đã mất tiền, giật tiền của người ta mà bây giờ người ta dính vô cái vòng lao lý, người ta phải bồi thường thêm 74 triệu nè, bồi thường tiền thuốc men nè, rồi họ phải ở tù 1 năm đến 1 năm rưỡi. Thấy có ác không? Ác với người ta không? À, đó là tôi nói nha. Bây giờ cái này á, Lan mà có xem được á, thì ok, cái này thì cái luật pháp á, thì họ sẽ xử lý đúng hay có hay sai, có hay không. À, à, nó có nhiều yếu tố, nhưng mà về yếu tố mà đạo đức, về nhân quả đó, nếu mà Lan á, bà Lan mà có nợ tiền ông Thịnh á, dù là 1.000 nha, không trả cho ông Thịnh mà để ông Thịnh ông ra như ngày hôm nay á, thì tôi nói thiệt quả báo đến nhanh lắm đó. Cái luật hoa quả mà luật hoa quả không trừ một ai. Luật hoa quả nó đến nhanh lắm nha. Nên nhớ mình còn con còn cái đó, rồi mai mốt mình ra đời mình làm ăn với người ta nữa ha. À, mình còn có những đối tác làm ăn, mình phải tạo cái lòng tin, đúng không? À, thì cái tiếp tục cái phiên tòa này thì tôi nói là phải cập nhật, phải tìm hiểu, chứ không phải bây giờ đưa thông tin lên được liền. Hồi nãy mới về là thấy rần rần liền, thấy ông Lan với Thám Tư Cao đưa tin lên rần rần rồi đó. À, không có vô dự tòa mà ra nói như trúng rồi đây. À, cái này phải xác minh lại ha. Rồi còn những cái YouTuber kia thì phạt 7.5 triệu thì cái đó là tôi không nói. Ok, cứ đi tới mà mình làm rối trật tự công cộng thì đương nhiên thì cơ quan chức năng người ta sẽ phạt thôi. Đó, cái tội đó nó có cái khung rồi. À, có cái khung rồi. Ừ, thì bây giờ á, cái vấn đề chính nó nằm ở cái chỗ này nữa nè. À, cái chỗ của bà Đinh Thị Chiên đó, ngày nay bà vắng mặt, bà chị của ông Lan đó. À, thì quý vị nói rồi ha, còn đổ cho ông Thịnh là kêu là vừa ông Thịnh bay vô giật xuống đất đánh nhau chút xíu mà đánh nhau một cái gì đó mà mất 120 triệu rồi vàng rồi các kiểu vu khống người ta nữa. Hầu như đó thôi thấy là đã là người nó không tốt rồi. Người nó không tốt rồi, có cái ý đồ xấu rồi, ý đồ vu khống rồi. Người mà cả cái gia đình luôn. Hồi nãy trong cái bài phỏng vấn của con Lan Thám Tư Cao nó phỏng vấn đó quý vị. Con Lan nó có nói một câu là bây giờ chị với gia đình của chị mà lên công an thì họ không có đưa vậy đó, đuổi ra. Và gia đình của chị bây giờ đây là họ không có đưa một cái giấy tờ không cung cấp gì, chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là dì Lan và gia đình của chị là công an họ thấy họ quá sợ rồi. Họ quá sợ rồi, cứ như là quá quen mặt rồi. Đó, kiểu mà làm đơn đụng cái đi kiện này nọ giống như ăn vạ vạch mặt giống như Chí Phèo đó quý vị. Dạng như Chí Phèo á là họ thấy họ lắc đầu rồi. Đó, có như cơ quan chức năng họ thấy cái gia đình bà này họ cũng quải chạy đậu rồi. À, cũng quái lắm, giờ họ làm đúng thôi. À, nhưng mà cứ lên mạng hoài lắm hoài thì xong cái vụ này thì tôi thấy là cực kỳ mà gọi là tội nghiệp cho ông Thịnh. À, ông Thịnh là cái ông mà chả dính líu gì tới cái drama này, cũng chả có thù oán gì. À, tới nghe nói sửa nhà, sửa làm thi công cái lan can sang thượng gì đó, mua đồ gì đó 100 mấy triệu, thì nhớ lúc đó ông Thịnh không có đưa cái tờ giấy ông Thịnh lúc đó ông cung cấp cho mấy anh em YouTuber là có đầy đủ giấy viết tay rồi các kiểu về tất cả những cái hạng mục gì đó 100 mấy triệu. Ông đòi không được thì ông đòi không được là giống như con này nó chơi cái kiểu liều mạng đó. Thì tới cái lúc mà cái drama của bà Hằng á, drama bà Hằng thì nó nổi lên, thì bà Lan này nổi lên, thì lúc đó có mấy anh em YouTuber đó lên thì
ông Thịnh này ông mới nhờ mấy anh em YouTuber đến để mà lan tỏa ra, đòi giùm ổng, đưa ra cho dư luận người ta. Thì đòi ra thì cuối cùng là ổng đòi ra, ổng làm tới nhiều lần quá thì ổng nóng quá, ổng không có kiềm chế được, thì bây giờ ổng lại dướng vô cái phần lao lý đó. À, nếu mà thực sự như thằng Thám Tư Cao nó đưa ra cái này mà đúng á thì rất là tội nghiệp cho ông Thịnh. À, nếu mà con Lan á, mà nó có thiếu tiền ông Thịnh á, thì tự cái bản thân nó phải dằn vặt, đúng không? Tự lương tâm nó phải dằn vặt. Từ một người họ không biết gì, họ lo vợ con, họ đi làm à, bây giờ mà là thiếu tiền thiếu bạc của người ta, mà cuối cùng bây giờ làm cho người ta dướng vô trong cái dòng lao lý, vô trong phải bồi thường rồi phải ở tù rồi các kiểu, tiền bạc tiền mất mà tật mang này, đúng không? Đó, rồi người ta đi vô tù rồi ai đâu mà nuôi vợ con người ta nữa các kiểu. Đó. Tôi thiệt chứ, ví dụ không có ai khùng đâu. Ông Thịnh này tôi biết đầu óc của ông đâu có khùng, đúng không? Nếu mà thật sự ông La không nợ ông đâu có tới nhà làm gì. Như bây giờ tôi đi, nhà người ta mà không ai nợ nần gì, tôi không nhà đó không nợ tôi đâu dám, tôi dám đòi, đúng không? Tới người ta đập cho chết, đúng không? Phải có nợ tôi mới tới đòi chứ, đúng không? Trừ khi những người nào mà đầu óc không bình thường, bị thần kinh. Ông Thịnh này ông đâu có thần kinh, ông làm xây dựng đâu có thần kinh đâu. Nó nói nó không nợ. Bởi cuộc đời này cái gì phải có lửa mới có khói của gì, đúng không? Nó kêu con Lan nó không nợ ông Thịnh, thì tại sao ông Thịnh tới ông đòi? Ông phải điên lên như thế, đúng không? Đó, cho nên cái vấn đề nếu mà ông Thịnh này ông bị như thế này thì con Lan này nó trả nghiệp rất là nặng luôn đó quý vị. Trả nghiệp rất nặng nha. À, rồi cái thằng Thám Tử Cao này thì biết rồi ha. À, nó không té nước theo mưa. Đó, nó cũng rất là xông xáo trong cái vấn đề này đó, nhưng mà phải tôi thì tôi không binh ai hết nha quý vị, không binh ai hết, đúng thì đúng mà sai là sai ha. Đó, cái gì mà ai mà làm cái gì bậy là phải chịu thôi, tại vì mình sống ở trong cái đất nước mình phải tuân theo luật pháp, đúng không? Ở đâu có quốc pháp mà gia có gia quy mà, đúng không? Đó, cho nên thì tôi có cái gì là tôi phân tích theo góc độ mà công tâm nha quý vị. À, quý vị yên tâm. À, cho nên có những thông tin nóng gì tôi cập nhật cho quý vị liền. À, đó, thì cái bản tin này thì tôi còn phải tìm hiểu thêm nữa. À, tôi phải tìm hiểu thêm tiếp nữa. À, tiếp nữa để mà tôi cung cấp cho tất cả quý vị nha. À, thì cuối video clip thì Sơn Sàm cũng có vài món hàng để quảng cáo cho quý vị nha. Quý vị thương tình thì ủng hộ Sơn Sàm nha. Em thì bán hàng online thôi, nhưng mà được cái em nhiều chuyện, có chuyện gì thì em cung cấp cho quý vị nha. Thì trong Zalo này là hàng của em nha, hàng gia đình em, chứ em không quảng cáo cho ai hết. Em bán hàng Nhật 14 năm rồi nha. Các anh chị thương tình thì ủng hộ nha. Ở trong này có 100 sản phẩm á, hơn luôn á. Đó, cho nên các anh chị vô đó thì xem. Thì mỗi cái livestream thì em sẽ phát lên đây vài cái sản phẩm cho quý vị mình dễ hình dung á. Cái này là cái viên uống trắng da collagen của Nhật Bản này. Đó, viên uống trắng da quay pH thì cái này nó bổ sung collagen á. Các anh chị nào mà cái da mặt mình nó xấu á, thì cái này nó làm cho cái collagen mình nó dày lên và cái da mặt mình căng lên, nó trắng hồng rạng rỡ nha. Rồi, cực kỳ hiệu quả luôn. Cái này là 120 viên, mỗi ngày mình uống 2 viên thôi ha. Uống một liệu trình 3 hộp này là bắt đầu cái da mình nó sáng trưng lên liền ha, cái da mình nó rất là mượt mà. Rồi, hộp này là 2.150.000 nha. 2.150.000 em bao ship ở Việt Nam. Các anh chị nước ngoài em tính thêm phí ship nha. Đó, cái này là collagen quay pH Actic dạng viên. Đó, còn cái này là dạng bột nè, cái này cũng là collagen pH luôn nha, nó dạng bột. Thì một hộp này 30 gói nha, mỗi ngày uống gói, hộp này tháng á. Mình pha vô với nước ấm, nước chanh, nước trái cây gì đó. Đó, cái này là dạng bột. Đó, một hộp này là 900.000. Các anh chị mua một liệu trình 3 hộp á, là em bán 850.000 một hộp thôi. Đó, nếu mua 3 hộp một lần thì em bán 850.000 một hộp. Mua một hộp thì em bán 900. Rồi. Dạng bột nha, bột. Em còn collagen dạng nước nè, dạng nước thì trong này nha. Cứ vô Zalo em có đầy đủ. Đó, dạng viên, dạng bột đầy đủ. Còn cái này là hoạt huyết dưỡng não Yonosi nè. Các anh chị nào mà những người trung niên, những người lớn tuổi bị thiếu máu não đó, thiếu máu não rồi nó bị hoa mắt, chóng mặt, đầu óc mình nó quay vòng vòng đó quý vị. Đầu óc nó quay vòng vòng thì cái này nó hỗ trợ là tăng cường oxy lên não nè, nó bổ não nè, rồi nó cải thiện giấc ngủ nè, rồi nó làm cho mình trí nhớ mình ok hơn nè, rồi đặc biệt là những cái hoa mắt, chóng mặt, thiếu máu não nha, rối loạn tiền đình rồi đó. Thì cái này đây, một hộp này 300 viên, uống được hơn 2 tháng. Hộp này 3.500.000, bao ship ở Việt Nam. Các anh chị ở nước ngoài tính thêm phí ship nha. Đó, rồi như cái này. Cái này là nano trị gút nè. Trị gút, các anh chị nào mà bị gút, những cơn đau do gút hành hạ đó. Gút, những cái đầu ngón chân đồ nó sưng lên á, thì cái này nó cân bằng cái nồng độ urit trong máu, cũng như là nó giảm những cơn đau do gút hành hạ nha.
một hộp này 90 viên, hộp này uống tháng nha, rất là hiệu quả luôn. Nano Good của Nhật Bản. Hộp này thì 2 triệu mốt bao ship Việt Nam luôn. Đó, còn cái này là dạ dày cô qua này, đó, dạ dày cô qua thành phần lá tứ tô. Đó, hộp này là 300 viên luôn. Đó, các anh chị nào bị ợ nóng, ợ chua này, ăn không tiêu đầy hơi rồi đó, ợ nóng ợ chua. Đó, dạ dày cô qua đây. Đó, một ngày uống 3-4 viên với nước ấm hết trơn liền nha, cực kỳ hiệu quả. Cái này là 750. Còn nhiều lắm, rất là nhiều sản phẩm trong này nha. Các anh chị có thể vào đây để mà tham khảo. Mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi, tại vì các anh chị biết sao không? Hàng này là hàng của gia đình em nha, em không quảng cáo cho ai hết. Các anh chị mua hàng của em là chuẩn Nhật 100%, đúng hàng Nhật nha. Các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là cứ trả lại cho em. Trả lại cho em hoàn tiền gấp 10. À, tại vì cái này là hàng của em không quảng cáo cho ai hết. Đó, thì quý vị gọi số điện thoại này là gặp em nha. Em sẽ tư vấn ngay sân sàm, sân gói hàng, gửi hàng cho quý vị luôn. Đó, nếu anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, cứ điện thoại trả lại cho em lấy là em trả tiền. Đó, em hoàn tiền gấp 10 nha. Đó, ok. Rồi, các anh chị nhớ đăng ký kênh cũng như là ủng hộ sân sàm. Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Rồi, chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong video sau.